Đây là tiếng nói Lách Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 332 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách Tập này được mang tên là Hạ Màng Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người Ở mấy tập trước hình như có vài video Lách đọc sai cái tên tập thành 400 mấy luôn trước thì um, Diệp Phàm đã dùng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp mà áp chế được cái tên bá vương. Thì bá vương lúc này cứ bằng uh, mặc dù cảnh giới cao hơn nhưng mà không thể nào chiến thắng được Diệp Phàm Lúc này gã rất là nghẹn khuất. Không phải là không địch lại mà là ở trong phiến tinh vực này gã bị áp chế chặt chẽ, không có lực để trả đòn. Thánh thể, ngươi có dám chừng chính chiến với ta một trận không? Đổi lại lời này, Diệp Hàm trực tiếp ra tay, diễn biến lục đạo luôn hồi quyền hợp nhất cùng pháp trận màu vàng luyện là một thể một quyền màu vàng huy động ý chí thiên địa đánh xuống Chí tùng trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch thật là thảm bị thần trận màu vàng này đánh trúng vỡ nát tan tành đại trung màu tím đuổi bay xéo ra ngoài ông ông rung rẩy không ngừng đây là một cái loại áp chế tuyệt đối pháp trận cấm kỵ nguyên thiên có chảy xuôi máu màu vàng của diệp phàm trở thành đạo tắc thần liên của sinh mệnh mỗi một kích đánh ra đều hiệp với thần uy vũ trụ. Cường đại như bá vương đạt tới cảnh giới thánh vương cũng không địch lại. Nếu không nhờ có bí quyết chữ giả thì hơn phân nữa gã đã sớm nguy rồi. Gã một lần là một lần chữa trị thương thể. Thiều đốt thần huyết màu tím nhưng lại bị thương căn nguyên. Khi thế rõ ràng đang yếu bớt, cứ tiếp tục như vậy tất nhiên gã sẽ bị hao sạch tinh nguyên. Xa xa tử kỳ lưng rít gào Nhìn thấy bá vương thê thảm như vậy Nó liền như một đại tinh màu tím phóng vọt đánh tới Thế nhưng pháp trận màu vàng phong bế cả vầm trời Khu vực này trở thành cấm địa Nó làm chuyện vô ích Cuối cùng va chạm bị chấn bay ngược lại Tự làm mình máu tươi chảy đầm đìa Trong pháp trận cấm kỵ Bá vương vô cùng thê thảm Tóc tai bù xù Toàn thân đều là vết máu Xương cốt vỡ vụn nhiều lần Thân thể vừa trọng tổ lại nổ tung trong hư không máu tím rơi vãi cũng có từng mảng xương trắng đều là từ thân bá vương mà bốc ra không thể dung hợp cùng chân thân gã thiêu đốt tinh huyết đúc lại thân thể mới giờ khắc này bí quyết chữ giả phát huy ra áo nghĩa cực hạn quả thực có thể nói là cổ thuật của thần linh bất diệt từ xa xưa trước đây có một vị thiên tôn được xưng là bất tử bất diệt sáng chế ra bí thuật này áo diệu đoạt thiên địa tạo hóa chỉ cần còn lại một giọt máu trên đời thôi là có thể nhanh chóng đúc lại thân mình rồi Người giết không chết ta Đừng để cho ta xông ra ngoài Bằng không ta sẽ giết người đến thần diệt Bá vương nghiến răng nói Miệng đầy răng trắng lóe ra sáng bóng lạnh lạnh Lúc này ngay mi tâm dịp hàm lóe sáng Nguyên hoàng đạo kiếm hóa hình Bay ra hợp nhất cùng đại trận Hóa thành một cái thanh kiếm tiên màu vàng Chém thẳng xuống Đây là một loại thần uy Đạo kiếm trong khoảnh khắc phóng lớn vài vạn trượng Cả vật thể là màu vàng Luyện cùng pháp trận là một thể, trực tiếp chém nát thần quan phòng ngự của bá vương, chém đầu của gã nứt ra. Máu loãng bắn lên, gã nổ tung ở nơi đó, răng bắn ra bốn phía, cầm thì vỡ nát, vô cùng khủng bố. Thực rõ ràng, thực lực của bá vương đã giảm mạnh rồi, bằng không không có khả năng bị một kiếm chém ngay đầu, ngay cả lực chống lại đều mất đi. Ta bất tử bất diệt, thế gian dù sông, mặc dù ngươi có thể giết khốn ta, cũng không giết chết được ta đâu. Chí Tùng trẻ tuổi của thương thiên báo huyết nhức mạch như con thú trong chuồng, trầm giọng gào rống. Ánh mắt tím sâu sắc mà khiếp người, chính gã cũng biết tình huống của mình thật là không xong nhưng không thay đổi được cái gì. Để đế cổ được trước sau tỏa hóa, chỉ bằng ngươi nắm giữ một cái bí quyết chữ giả cũng muốn bất hủ hả? Người như ngươi nói si nói mộng như vậy, ta không tin không diệt được ngươi. Một lần không được, sẽ mười lần. Mười lần không được, sẽ một trăm lần. Diệp Phạm nảy sinh ra ác độc, ánh mắt lạnh giá, hắn mở ra tay phải chính cổ tự trong thái dương tiên kinh đồng thời lóe sáng rồi ngưng kết là một thể cùng pháp trận màu vàng hóa thành một cái lao ngục trấn áp xuống đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn mặc cho bá vương bằng mỗi cách tấn công chống lại nhưng cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh bị nhà giam chính cổ tự màu vàng trấn áp phong ứng từng cây thiết trụ màu vàng đứng sừng sững cũng có từng dây xích màu vàng đang vào hiển hóa ra nhà giam chân thực tuy có khe hở không hề nhỏ nhưng khó chui lọt đây cũng không phải là chân chính thần kim luyện chế mà thành mà là thể hiện của trật tự quy tắc thành dây xích trói buộc khóa ở bên trong thiêu đốt luyện hóa làm tăng biến căn nguyên của gã bá vương kêu gào thảm thiết ở dưới tế luyện của pháp trận thần bí thiên đình gỗ đáng sợ nhất cùng nguyên thuật cả thân thể gã bốc hơi màu tím trừng đạo thần huy tiêu tán đi đó là thần lực là tinh huyết của gã đang không ngừng tán loạn Hóa thành từng đợt từng đợt tinh khí tiêu biến mất Đó là tinh hoa thần tính Quý giá nhất của nhân thế Bá vương gào rống liều mãn chống lại Nhưng cũng rất khó thay đổi được cái gì Bị nhốt trong pháp trận Mặc dù gã có thần thông bằng trời Cũng không thi triển được Rốt cuộc chính cổ tự ảm đạm xuống Nhưng bá vương cũng bị trấn áp Biến thành một khối thây khô Tinh khí xối mòn nghiêm trọng Ngươi làm như vậy thì tính là bản lãnh gì chứ dứt bỏ trận pháp người dám chiến một trận cùng ta hay không gã phẫn nộ gào thét như người mong muốn lập tức thỏa mãn cho ngươi Diệp Phạm đáp lại rồi động thủ diễn biến ra thái cực tiên đồ hóa thành một cái tấm thước nghiền ép bá vương rắc luân hải tiên thai các bí cảnh trong cơ thể bá vương truyền ra tiếng vỡ vụn căn nguyên bị phá hương nghiêm trọng một thân đạo hạnh đều bị hao tổn tại liều mãn với ngươi Bá Vương trợn mắt như sắp nứt ra. Gã biết rõ đối với tình trạng bản thân, đối thủ đúng thực là muốn mạnh mẽ cưỡng ép làm cho gã hạ xuống cảnh giới thánh nhân, làm tan biến căn nguyên của gã, tiến tới cùng cấp mà chiến một trận. Diệp Phàm không ngừng ra tay, hai tay vung lên, một cái đại liệt trảm chữ thập màu vàng bay ra, áp lên pháp trận phân giải thân thể của gã, tiếp tục làm tan biến căn nguyên tiên thai luân hải của gã. Trong tiếng kêu gào thống khổ, thân thể bá vương nổ tung, ngay cả tiên thai đều bị xé rách hừng hực thiêu đốt qua thời gian rất lâu mới gian nan trọng tổ bá thể trong tinh không mọi người rơi vào tĩnh lặng một trận chiến này bá vương quá mức bi thảm gần như bị hành hạ ngược đãi ở dưới pháp trận của thiên đình cổ quỷ dị không có một chút được trả đòn mọi người không khỏi tự hỏi nếu đổi lại là chính mình thì có thể kiên trì cầm cự ở tinh không đại trận này được thời gian bao lâu đáp án có thể sẽ càng thật thảm thương hơn nữa khi mọi người nhìn về phía diệp hàm ánh mắt đã thay đổi tuy rằng tu đạo ít năm tuổi cảnh giới của hắn cũng chưa tới thánh vương nhưng mà có thể có thủ đoạn nghịch thiên như vậy làm sống lại cổ trận đánh bá vương tơi bời thân thể vỡ vụn thật là kinh người dưới chống trên lấy yếu thắng mạnh lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bá vương bại thật là hoàn toàn từ chỗ sâu trong tinh không đánh tới đây với cảnh giới cao cũng không thể chiếm ưu thế trên thực tế còn không bằng lúc ban đầu cung cấp chiến một trận nói vậy đúng thực là cần một hồi huyết chiến mà hiện tại đâu phải nghiêng về một phía như vậy không sai biệt lắm lại tiếp một lần nữa vậy diệp hàm lạnh lùng nói máu tím vẫy bắn ra vừa rồi bá vương đã trải qua bi thảm một lần nữa tiếp diễn pháp ứng màu vàng nguyên hoàng đạo kiếm chính cổ tự trong thái dương tiên kinh tất cả lần lượt xuất hiện lại chém xuống thân của gã bá vương bị pháp trận màu vàng đánh cho tàn phế tàn xương nát thịt nhiều lần Tiên thai đã trúng cũng không biết bao nhiêu kiếm Căn nguyên bị cắt xé ra Gặp phải đạo thương đáng sợ nhất Cảnh giới của gã bị mạnh mẽ tước xuống Tinh hoa thần tính xối mòn nghiêm trọng Thiếu chút nữa hình thần câu diệt rồi Bí quyết chữ giả quả thực là cái thế vô sông Nhưng cũng không phải vạn năng Mỗi một lần đều phải thiêu đốt tinh khí thần tính Mà lúc này sớm đã không đủ Thân thể trạng thái của gã suy giảm đến mức tận cùng Dưới một kích sâu cùng của Diệp Hàm bá thể hóa thành một màn mưa máu màu tím, kèm theo từng mảnh xương lớn bay lên, chạy ra khỏi thần trận. Toàn bộ tinh vực thần huy màu vàng lóe sáng, pháp trận của thiên đình cổ lưu lại ảm đạm xuống, lộ ra tinh không sáng sủa, hết thảy quay về tĩnh mịch. Mọi người ngẩn ngơ, hắn thực sự là triệt hồi pháp trận, muốn cùng cấp chiến một trận với bá vương sao? Không hề dựa vào cấm kỵ nguyên thuật mà giết đối phương sao? Hắn điên thiệt rồi, thật sự dám làm như vậy kìa. Bá vương bị hắn tước bỏ một cấp đạo hạnh, căn nguyên bị cắt xé ra rồi rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Cái này hết thảy thật là khủng bố đó. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Sau khi biết Diệp Hàm với thủ đoạn nghịch thiên chém Bá Vương thành cái dạng này, tất cả đều sợ đến ngay người. Nhất là một số tiếp dẫn sứ ở con đường phía trước, lại trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Lúc ban đầu tán thành Bá Vương, khinh thị thánh thể. Ngày nay quan niệm nhanh chóng chuyển biến. Ai cũng không nghĩ tới, bá vương từ chỗ sâu trong tinh lộ quay lại cường thế đột kích. Kết quả lại là bị thiệt thòi lớn như vậy. Thánh thể, người khiến ta nổi giận rồi. Từ trong trận thoát dây, ta sẽ không bao giờ bước vào nữa. Mà ngươi thì đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Ở trong màn máu màu tím, từng bánh xương sáng trắng lấp lánh tụ cùng một chỗ. Máu màu tím đảo lưu, máu thịt sống lại, bá vương trọng tổ thân thể, rồi âm trầm lên tiếng. Phải không vậy? Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lại đây chiến một trận đi. Diệp Hàm bình tĩnh nói. Bá vương trọng tổ sông chân thân thì ngửa mặt lên trời thét dài. Khắp tình vực đều chấn động, rất nhiều tinh tú rung lẫy bẫy. Gã có được một loại khí thế cái thế. Gã giang hai tay chỉ ra. Xa xa một cây trường màu đỏ thẳm như máu bay tới, ngừng vàng trong tay của gã. Đúng là cây cổ màu lúc ban đầu bị đánh bay ra. Lúc này văn lạc màu máu lưu động như có như không trong cái cây chiến màu truyền ra từng trang tiếng phượng hót, lành lạnh điếc tai, làm cho linh hồn người ta rúng động. Hoàng huyết xích kim Mọi người đều ngẩn ngơ, trong cây cổ mâu này có một phần hoàng huyết xích kim cùng với hỗn hợp thần liệu khác rèn luyện cùng một chỗ, trở thành một cây binh khí kinh thế, nhưng lại bị mọi người xem nhẹ. Lúc này nó thức tỉnh, cường đại đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, đại chung màu tím kia từ từ ngưng vang, cũng bay trở về, treo ở trên đầu bá vương Càng thân bí hơn buông xuống từng trận tiên khí tử kim Khẳng định là thần liệu luyện chế mà thành Thánh thể, để ta xem ngươi làm thế nào đến lại cùng ta Bá vương rống lên, vừa rồi chịu nhiều khuất nhục như vậy Lúc này gã phải tận tình phát tiết ra Diệp Phạm Hờ hưởng cười, nói <cười> Vừa rồi còn chưa đủ sao Lúc này cùng cấp chiến một trận, ngươi càng không được đâu Ngươi nạp bản đi Chí Tùng trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhức mạch rống giận, đại chung màu tím trên đỉnh đầu tiến hành phòng ngự, cầm hoàng huyết chiến mâu trong tay đánh tới, vô cùng cuồng bá. Ở mi tâm của Diệp Phạm lao ra một cái đỉnh treo ở trên đầu hắn, buông xuống ngàn vạn lũ giải tơ mẫu khí, vạn pháp không thể xâm nhập, bảo hộ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó vang lên một tiếng keng nhỏ, cây trường thương màu đen kia được hắn triệu hoán trở về, xuất hiện trong tay hắn, phát ra một tràng tiếng lông ngâm vô cùng lợi hại hai người cùng gầm nhẹ một tiếng hóa thành hai chùm tia sáng rực rỡ nhằm vào nhau triển khai một trận đại quyết chiến kinh thiên động địa vạn vật mẫu khí đỉnh ngân lên va chạm cho đại trung mẫu tím phải gào thét thối lui về phương diện quyết đấu chủ binh diệp hàm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bởi vì cái đỉnh này quá mức phi phàm và kỳ lạ có mấy kiện binh khí có thể sánh cùng nó đây là tiên liệu của độc nhân đại đế lựa chọn ngưng tụ cả tâm huyết của cô ta cây trường thương màu đen đối chiến với chiến màu hoàng huyết len keng chấn động phát ra tiếng lông ngâm xen lẫn tiếng phượng hót ẩn ẩn hiện lên một con hát lông cùng một con huyết phượng hoàng quấn lấy nhau cùng một chỗ kịch liệt tranh bá bá thể thực sự là quá cường đại mặc dù vừa rồi chịu đủ tra tấn lúc này vẫn như cũ sinh lông hoạt khổ liêu mãn huyết chiến cùng dịp phàm như thần hổ sống chuồng khí phách tuyệt thế khắp nơi rất nhiều cổ thánh đều khiếp sợ bọn họ tự hỏi nếu như chính mình chống lại Bá Vương khẳng định sẽ nhanh chóng ngã xuống rồi Diệp Hàm vui mừng không sợ vừa rồi còn thắng được nữa huống chi là hiện tại hắn trấn định mà ung dung đột nhiên hai nắm tay đáng sợ của kẻ thứ ba gia nhập chiến trường đánh cho Bá Vương bay tung lên mồm phun máu cái Bá Chung cũng bị đánh bay theo kêu vang không thôi Người... Bá Vương vừa kinh ngạc vừa kinh sợ xen lẫn bởi vì gã phát hiện trong trường chiến nhiều thêm một dịp hàm tay áo dài phất phới nhưng một đôi nắm tay màu vàng cũng đáng sợ như vậy gã nói không ra lời có tâm muốn khiển trách đối phương không giữ quy củ nhưng đây lại là một loại bí thuật của đối phương là một bộ đạo thân đích thực tôi không có thời gian lãng phí với người nữa hiện tại cho ngươi hai lựa chọn dùng bí pháp mua mạng của mình giao ra chính cổ tự trong thái âm thiên kinh cùng với bí quyết chữ giả bằng không ta lập tức giết ngươi dịp hàm lạnh lùng lên tiếng mọi người như hóa đá tất cả đều kinh sợ đến ngay người bá vương kiêu ngạo nhưng mà dịp hàm còn ghê gớm hơn nữa lúc này lại bức bá vương phải dùng bí thuật mua mạng của mình thực sự là quá mức khiến người ta khiếp sợ người đi chết đi bá vương rống to một khi đã như vậy ta tự mình đến lấy cổ tự tiên kinh cùng bí quyết chữ giả vậy một trận chiến này chấm dứt tại đây đi dịp hàm ác nghiệt nói hai dịp phàm hai bóng hình như thần ma hai đôi nắm tay màu vàng hai đạo đường công hình rồng tất cả đều nhanh chóng di chuyển đánh cho bá vương bay tung lên miệng phun máu tím bá vương bay tung lên miệng hướng ra ngoài phun ra máu tươi cơ thể thiếu chút nữa là bị đánh vỡ nát tan cành mưa máu màu tím rơi vãi trên không trung chưa hùng đều khiếp sợ đó là hai đôi nắm tay màu vàng hai đạo đường công hình rộng ngang trời hai người như thần ma đồng thời ra tay đánh đập cho bá vương bay tung thiếu chút nữa là tan xác đây là chiến lược cỡ nào chứ tất cả quân hùng đều lặng ngắt như tờ toàn cảnh này quá mức rung động trong lòng mọi người phát lạnh nếu đổi lại là chính mình đi lên tất nhiên sẽ trực tiếp bị đánh thành một màn mưa máu rồi bá vương phi thường dũng mãnh biết bao trên cổ lộ ai mà không biết nhưng lại ngăn không được loại trấn áp cường thế này gần như sắp chết thảm ở trong đương trường đây là một loại trấn nhiếp tuyệt đối cùng cấp chiến một trận diệp hàm nhanh nhẹn dứt khoát đi lên liền phát động ra một kích lôi đình đánh cho bá vương gần như nửa người tàn phế toàn thân xương cốt nứt nẻ nhiều chỗ một đôi bá quyền đều không nắm lại được bá vương như là con giả thú bị thương gầm nhẹ máu tím đảo lưu hội tụ về chỗ bị thương trên thân thể bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển chữa trị thương thế xương cốt lấp bấp kêu vang một lần nữa được đúc luyện lại hai mắt của gã không phân rõ trồng trắng cùng đồng tử tất cả đều một màu tím âm u lạnh lẽo dọa người bá vương chiến ý không giảm ngược lại ý chí chiến đấu càng dâng cao ánh mắt lạnh cầm cầm nhìn chăm chăm vào diệp phàm một cổ tín niệm cường đại bốc lên trong lòng gã đầu đầy sợi tóc bay múa ánh mắt lạnh liệt càng ngày càng dọa người chiến khí cường đại mãnh liệt làm cho tinh không đều chấn động tất cả hùng chủ thập phương đều không kiềm nổi mà thối lui lại ai nấy không nghĩ tới bá vương thật bất khuất liên tiếp bị thương nặng mà vẫn như cũ còn có cái loại ý chí chiến đấu này. Ta là vô địch! Bá vương rống to, toàn thân tỏa ra tử khí che lấp mặt trời, tóc trên đầu dựng thật là thẳng, chân mày cũng dựng đứng lên, trong mắt phóng ra thần quang chói mắt, khắp tinh không rung chuyển kịch liệt. Cùng cấp chiến một trận, gã không sợ bất luận kẻ nào, mặc dù là lúc ban đầu khi đại chiến cùng dịp hàm, cũng không có rơi xuống hạ phong, sau lại tuy rằng bị thiệt thòi nhiều nhưng mà gã vẫn như cũ tin tưởng mười phần báo quyền ngang trời đánh vỡ ánh sáng tinh hà trong vũ trụ hai luồng hào quang tím dường như nối thông cổ kim uy lực kinh thế đây là thực lực chân chính của bá vương diệp hàm lộ ra vẻ tươi cười hờ hững hai thân thể đồng thời nhích động một thì đón trận tiến hành che chắn một thân khác thì trấn áp không thương tiếc bá vương lại bay tung nếu chống lại một dịp hàm tự nhiên là hắn có thể chiến một trận. Trên cổ lộ nhân tộc ngày nay, thực lực của gã cường đại không thể nghi ngờ, được xưng là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, đều không phải là hư danh. Thế nhưng gã chống lại hai dịp hàm, ở cùng cấp chiến một trận lại phải cố gắng hết sức. Đôi cánh tay của gã rách nát, thân mình gần như bị đánh cho phế, bay tung ra ngoài mấy vạn trượng. Dịp hàm cũng không muốn lãng phí thời gian, bất kể là một trận chiến vượt cảnh giới hay là cung cấp, đều đã chứng minh hết thảy hắn rất nhanh tiếp cận cử cái nắm tay màu vàng đánh tới trong mắt bá vương như bó đuốc đột nhiên bùng cháy lãnh liệt thiêu đốt tinh huyết toàn thân ngay thời điểm nguy hiểm đó gã thay hình đổi vị tránh thoát một kích phải chết của hai kim thân thân thể của gã chớp động trong tinh không như là chiến tiên giáng thế chí cường chí cương lập tức hiện hóa ra chính vị hư thần mỗi một vị đều không khác gì gã đồng thời bao vây tấn công diệp phàm Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhảy rộn, ai nấy mở to con người quan sát trường chiến không chớp mắt. Chư thánh thì người nào mà không có tu thành thiên nhãn thông, nhưng lúc này lại căn bản là không thấy rõ, nhìn không thấu, không biết người nào là chân thân. Tốc độ của bá vương quá nhanh, di chuyển như quỷ mị, chính hư thần đồng loạt tiến công dịp phàm. Dường như mỗi một thân ảnh đều có được chiến lực kinh người đánh nứt vòng trời, làm cho vũ trụ mênh mông rung chuyển, tử khí cuồn cuộn mờ mịt. Không rồi! Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa sợ hãi kêu lên Đây là một loại pháp môn cổ xưa Hư thần như thực chất Mặc dù có được thiên nhãn thông Thì trong thời gian ngắn cũng khó mà nhìn thấu được Một khi bị vây khốn thì vô cùng nguy hiểm Mười bá thể cùng hành động chiến lực kinh người Nhìn không ra người nào là chân thân Bị bọn họ vây ở trong đó Chính là bị động bị đánh Sai sót một lần là có thể rơi vào kết cục bị giết chết hư thần cổ biến. Từ chỗ sâu trong tinh không, một lão nhân nhận ra cái loại bí thuật này, không kìm nổi vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên ngay cả hộ đạo giả cũng không biết bá vương nắm được cổ thuật này. Ở thời điểm nguyên nan đó, Diệp Phạm vận chuyển bí quyết chữ hành, dưới chân xuất hiện từng đạo lạc ấn, nhanh như tia chớp xé mở ra một khe hở, xông ra khỏi chiến trường. Bá vương truy đuổi theo không bỏ, ở phía sau khởi động thần uy ngập trời, như là một ma tung cái thế, khí thế độc ác ngập trời. Có hư thần tay cầm hoàng huyết chiến mâu vung lên trột tới, đâm nứt vũ trụ. Có hư thần thì huy động bá quyền, uy thế chưa từng có từ trước đến nay. Có một số bí thuật tay chưa bao giờ thi triển là chuẩn bị khi quyết chiến với đám người đại ma thần, nhân dương, đế thiên. Sẽ cho bọn hắn một kích trí mạng, không thể tưởng tượng được bị người bước tới từng bước này. Giọng gã nói lạnh căm căm, mọi người chợt rung minh trong lòng thầm nghĩ. Bá vương quả nhiên là nghịch thiên, chưa bày ra hết mà còn chuẩn bị pháp môn cùng thân thuật quán thế ở phía sau như vậy. Vu Trần thân cùng đạo thân của Diệp Hàm tách ra, mỗi thân xông ra một phía, ở hai phương vị bất đồng bày ra đạo pháp, không hề nghi ngờ đây là diệu chiêu phá giải chính đại hư thần. Bá vương chỉ có một chân thân còn lại đều là hư thần, rời đi chân thân quá xa hư thần sẽ giải ra, cứ như vậy sẽ rất nhanh bị nhìn thấu một số giả thân, Diệp Hàm mở nguyên thiên nhãn trong lòng chấn động. Hắn có thể phá giải những thứ vô căn cứ mà nhận ra chân thân, nhưng lúc này lại phát hiện ra trong năm hư thần đó đều có chiến lực chân thực. Nhưng dù sao nguyên thiên nhãn cũng không tầm thường có thể khám phá ra những thứ vô căn cứ. Do đó trong lúc này cũng có được dự dụng riêng biệt, như thiên nhãn võ đạo thì khi nhìn chiêu thức của đối thủ có thể thấy chậm lại rất nhiều lần, dễ dàng nhìn ra biến hóa ở trong đó. Trí tùng trẻ tuổi của Thương thiên báo huyết nhất mạch thật không tầm thường, cô động ra năm hư thần đều có chiến lực rất cường đại quả thực là nhằm vào đám người đại ma thần nhân dương một vị hộ đạo giả đứng trong tinh không nói nhưng mà những hư thần này lại có một nhược điểm rõ ràng chiến lực không bằng chân thân không thể so sánh với đạo thân của diệp phàm kia nếu bị nhận ra là có nguy cơ sẽ bị giết chết tuy nhiên vậy cũng là đủ rồi tối thiểu tạm thời giải được nguy cơ cho bá vương dùng những hư ảnh này để chặn một đạo thân của diệp phàm lúc này sau khi diệp hàm nhận ra chân thân của gã lập tức đánh tới phía trước đạo thân cũng cùng lúc hành động đi chém những hư thần kia một lần nữa trận đại chiến bạo phát kịch liệt bá vương nhảy dựng trong lòng không nghĩ tới thiên nhãn của diệp hàm đặc biệt như vậy lại ngay lập tức liền nhận ra thực hư làm cho gã lại rơi vào bị động với lại đạo thân của diệp hàm phi thường thần mảnh đương trường liền giết chết ba hư thần của gã tuy rằng có thể tiếp tục bổ sung cản lại đại địch nhưng đây đều là tinh khí thần của gã hóa thành nếu bị đánh như vậy sẽ tiêu hao đến căn nguyên. Bá vượng thét dài một tràng, huyết khí mênh mông, tử vũ cuồn cuộn. Một khối chân thân cùng chính hư thần vừa bổ sung đồng thời phát uy. Dưới chân của gã xuất hiện từng đóa từng đóa sen xanh, tràn ngập hỗn đụng khí. Tốc độ đạt tới cực hạn, đến mức ánh mắt người ta nhìn theo không kịp. Bởi vì gã phát hiện sở dĩ đạo thân của Diệp hàm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, liên tiếp giết hư thần của gã, chỉ vì tốc độ quá nhanh. Hư thần không né tránh kịp, chân thân của gã cũng không kịp cứu viện. Đây là gã thi triển một loại bộ pháp kỳ dị ở trong thiên địa hữu hạn không kém gì bí quyết chữ hành, phi thường nhanh. Mười bá thể lưu lại từng đạo tàn ảnh, quả nhiên chiến lực của gã tăng lên một mảng lớn. Đây là hỗn động liên bộ, có danh xưng là bộ pháp của trí tôn, ở trong phạm vi không gian nhỏ, tốc độ có thể đạt tới mức tận cùng. Có người nhận ra cái loại bộ pháp này, từ cái tên của nó đã có thể thấy được sự bất phàm, ở trong phạm vi hữu hạn có thể nói là độc bộ thiên hạ, phi thường kinh người, cùng nói danh với thần quan độn, thích hợp cận chiến, không thích hợp vượt qua cự ly xa. Ngoại trừ bí quyết chữ hành, nó có thể xưng tung trên đời. Còn bí quyết chữ hành thì bất kể khoảng cách xa gần, tốc độ đều giống nhau, đều có thể đạt đến mức tận cùng. Lúc này ở dưới chân Diệp Phàm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Nếu không như vậy cũng sẽ không làm cho bá vương thi triển hỗn độn thanh liên bộ mỗi một lần hạ xuống đều có dấu hoa sen xanh, xanh hỗn động khí bắt đầu khởi động có vẻ quỷ dị mà cường đại hai người đại chiến kịch liệt hư thần của bá vương không ngừng bị giết chết khiến cho gã biến sắc nếu cứ tiếp tục như vậy tất nhiên gã phải bị thiệt thòi lớn rồi ta hỏi một lần nữa ngươi có muốn mua mạng của mình giàu ra chính cổ tự trong thái âm thiên kinh cùng bí quyết chữ giả hay không Diệp hàm lãnh đạm hỏi Ngươi nằm mơ đi Bá Vương lạnh giọng đáp lại chừng yeah. thừng cùng đạo thân của diệp hàm mỗi người một bên tách rời bá vương cùng với chính hư thần thì triển ra một loại bí thuật khác bắt đầu trấn sát hoàng kim khí sôi trào ở sau lưng hai diệp hàm đều tử xuất hiện một hoàng kim thần tàn trong đó kiếm tiên ngân vang đại trung lay động cổ tháp chìm nổi bảo kính nhấp nháy đây là một mảng thế giới hoàng kim bên trong tất cả đều là đạo khí màu vàng lúc này cùng bay ra tiến hành công kích hơn nữa đây là hai bên đối xứng, phương vị cũng như vậy. Đạo thân cùng chân thân Diệp Hàm đồng thời mở ra hoàng kim thượng tầng như là âm dương đối lập, kim kẹp bá vương cùng với hư thần ở trong đó, triển khai tuyệt sát. Bá vương kêu gào thảm thiết, dưới vô số đạo khí hoàng kim, chính hư thần toàn bộ trước tiên bị giết chết thành mạng mưa máu màu tím, khó có thể ngăn cản. Loại bí thuật này tối thích hợp cho quần chiến, là một loại cổ pháp đáng sợ dùng đối phó với nhiều hóa thân cùng một lúc, chiếm cứ ưu thế cho dù đối mặt với một người hay là đối mặt với mười vạn thiên binh thiên tướng cũng như vậy công kích vẫn không khác biệt hai hoàng kim thần tàng đồng loạt mở ra lập tức áp lực đè nặng bá vương đánh cho gã máu bắn tung tóe xương cốt đứt đoạn mảnh xương trắng bắn ra bốn phía vô cùng thê thảm tới hiện tại hai chí tôn trẻ tuổi tự nhiên không còn giữ lại cái gì tất cả đều vận dụng hết khả năng mà ra tay đánh đến xương cốt gãy đoạn mưa máu bay tán loạn Bá vương bị thiệt nhiều, gã biết trên phương diện bí thuật gã không chiếm được ưu thế. Thánh thể đến từ tán đế tinh, nghiên cứu đủ các loại cổ thuật, so với gã chỉ có hơn chứ không kém. Gã thét dài một tiếng, diễn biến ra thần hình, phóng thích căn nguyên, tấn công thế giới đạo Pháp của Diệp Phàm Tại trong khoảnh khắc này, bá vương hóa thành một con côn bằng, dừng cánh che phủ bầu trời. Đây là một thần hình của gã, vô kiên bất tội, xông thẳng về phía Diệp Phàm Vài giọt máu màu vàng bắn lên, trên trán dịp hàm xuất hiện một vết rạn nứt thiếu chút nữa bị cung bằng đánh vỡ thân thể gã hóa thành một đạo đường công hình rồng diễn biến thành một viên hoàng kim bá vương bay tung ra ngoài toàn thân là máu vẫn không có chiếm được một chút tiện nghi nào nhưng thân thể gã lại thay đổi từ cung bằng hóa thành một cái đại trung ngân vang. biến hóa này không phải bình thường đây là thần hình biến là một loại thần thông thiên phú của bá thể luyện đến mức tận cùng sẽ có chính thần hình đều là thể hiện của tiên đạo. Tiếng đại trung vang lên, trấn áp xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Phạm đột nhiên thu liễm huyết khí hoàng kim, thái cực tiên đồ cũng trong phút chốc biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại của chính hắn. Bí thuật, cổ pháp, rất nhiều thủ đoạn công kích hiện lên trong lòng hắn, nhưng hắn cũng không dùng tới. Giờ khắc này hắn có một loại yên lặng ngộ đạo. Ngay trong tình cảnh sống chết trước mắt này mà hắn có cảm ngộ. Tới cuối cùng, hắn chỉ có một kích bình thản hướng về phía trước phước tay một cái. Âm một tiếng, đánh bá vương bay tung đi. Thân mình của gã bị chém làm hai đoạn, máu tím đầy trời. Cái gì? Tùy tiện một kích, còn có uy lực như vậy? Trên tinh không, ngay cả hộ đạo giả cũng đều động dung. Thị trang trừ pháp đều chỉ là hình thức, đều chỉ là thể hiện của thủ đoạn. Chân chính cường đại vẫn là bản thân mình. Dịp Phạm yên lặng thể ngộ, lúc này hắn đạt tới thần cấm ở vào một loại cảnh giới buông lỏng tâm cảnh trong lòng hắn có cảm ngộ có một loại thể ngộ khác đại đế chân chính hơn phần nữa đều đã dừng lại lâu dài ở cảnh giới thần cấm thời điểm mới rồi đó hết thảy đều trở thành hư không trên đời chỉ có một người là vô địch cầu thuật cầu pháp cầu đạo không bằng cầu bản thân mình diệp hàm lẩm bẩm tự nói trong lòng yên tĩnh Thân thể chí tung trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch bị đánh đứt làm hai đoạn. Nửa thân dưới rơi xuống, nửa thân trên bay xéo ra ngoài, xương trắng dày đặc, máu tím từng mảng lớn rơi vãi. Chư hùng như là trúng lời nguyên rủa không nhúc nhích nổi, tất cả đều trầm mặt, thân thể giống như bị đóng băng, toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Dưới tinh không, Diệp Phạm đứng đơn độc, tay áo bay phất phới trong lòng buông lỏng. Đã không có một tia sát khí, thân sắc tường hòa trấn định bình thản, xem nhật nguyệt chuyển động, Tinh hà chiếu sáng rực rỡ. Hắn tiến vào lĩnh vực thần cấm, ở vào một loại trạng thái huyền ảo kỳ diệu, cả thân thể của hắn trong suốt không tỳ vết, thân thể nguyên thần đều đạt tới đỉnh phong của đời người. Trong khoảnh khắc dừng chân trong lĩnh vực này, đạo thân của hắn lập tức biến mất, không tự chủ hóa thành một cái luồng khí xanh, quay trở về chân thân. Cơ thể liền lưu động tiên huy trong suốt, đây là trạng thái mạnh nhất của một người. Chỉ tùng trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch thì thét to, tràn ngập khuất nhục. Một trận chiến này gã cực kỳ phẫn uất có một thân chiến lực lại luôn rơi vào thế hạ phong, bị người ta áp chế toàn diện. Đây là sự kiện từ khi gã xuất đạo cho đến nay chưa từng có. Gã luôn quét ngang đối thủ, một đường thế như trẻ tre, chưa từng có người nào có thể ngăn cản bước chân của gã. Nhưng hôm nay gã lại là một kẻ bại trận, liên tiếp bị bại, tiếp tục bị thương nặng. Đối với gã mà nói là một đả kích thật là lớn, trong tinh không xuất hiện một đoàn thần hỏa toàn thân bá vương là máu mái tóc bù xù bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển toàn thân hừng hực thiêu đốt dùng tinh huyết thần tính tu bổ thương thế trong lòng gã không cam lòng tràn ngập phẫn nộ không muốn từ đó trầm luân phải bằng trạng thái tốt nhất đánh ngã kẻ địch trường đời đánh bại thánh thể đến từ tán đế tinh để rửa sạch sỉ nhục với trạng thái mạnh nhất của ta chiến một trận xây dựng đạo của ta hiển lộ thần thông của ta thế gian duy chỉ có ta là độc tôn Bá vương gào rống, đây là chiến ý của gã, là ý chí bất khuất của gã, thần lực bất diệt cuồn cuộn cuốn tới. Cả thân thể gã rực rỡ lóa mắt, chữa trị thương thế đạt tới trạng thái tốt nhất. Toàn thân bá vương phát ra hào quang tím hừng hực, tảng phát ra một khí thức đáng sợ xông thẳng lên trời, như một mảng tinh hạ đang chuyển động, tràn ngập ra dao động thần năng cường đại nhất của gã. Rắc một tiếng, ở sau lưng gã mọc ra đôi cánh cung bằng màu vàng, vắt ngang vòm trời, sống âm tiếng chuông khuếch tán đinh tay nhức ốc ở xương trán gã cất bước đi ra một thân người nhỏ màu tím hóa thành một cái thần chung màu tím bằng cỡ nắm tay một tiếng lông ngâm chấn động vòm trời ở trên mái tóc rậm trên đầu của gã xuất hiện một cặp sừng rồng đáng sợ lông uy tuyệt thế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt làm cho tinh không mờ mịt đều tràn ngập áp lực những cái này tất cả đều là thần hình của gã ngày nay ngưng kết là một thể tập trung lực lượng mạnh nhất vào một thân bày ra chỗ đáng sợ của thương thiên báo huyết nhất mạch. Báo huyết nhất mạch của chính đại thần hình, theo tu vi tăng cường mà không ngừng hiển hóa ra, như thần hình cung bằng, đạo thể đại trung, pháp thân chân lông, vân vân. Những tư thái thần hình này mỗi thứ đều không giống nhau, có là tiên thú trong truyền thuyết, có cái thì là binh khí chí cường trên thế gian, cũng có hiển hóa trực tiếp của đạo thể. Không ngờ bá vương đã tu thành 4 năm loại thần hình, lúc này gã lựa chọn tổ hợp mạnh nhất tập trung ưu điểm là một thể, biểu hiện ra tư thái chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thường nhân khổ tu cả đời đều khó có một thần hình. Đây là quá trình cực kỳ gian nan, rất khó đạt tới đạo quả. Không phải tuyệt đại thiên kiêu là không thể thành công. Mà bá vương một người lại tu thành bốn năm loại thần hình, tương lai lại có thể đạt tới chín loại, cuối cùng luyện là một thể, thực sự là đáng sợ đến mức tượng cùng. Lúc này không chỉ nói là chiến đấu, chỉ là cái loại khí tức đó đã khiến cho mọi người sinh úy kỵ. Toàn thân bá vương hào quang tím sôi sụp cuồn cuộn, như là một thần minh bụng cháy phóng ra lực lượng bất hủ. Loại dao động bá thiên tuyệt địa này khiến cho chư thánh đều sợ rung. Theo cuối cùng mấy cây lông đuôi phượng hoàng xuất hiện ở trên người của gã, tiếng len keng chấn động thiên địa nứt toát tả tơi. Lông đuôi của thần hình thiên phượng như mười vạn thiên kiếm cùng ngân vang, gã tập trung bốn năm loại thần hình có đặc điểm mạnh nhất vào một thân đạt tới cực cảnh của lĩnh vực trước mắt này tuyệt đối có thể ở trên nhìn xuống vũ trụ mênh mông coi rẻ các hùng chủ khác cùng cảnh giới thân lệ chí tôn trẻ tuổi của thương thiên báo huyết nhất mặt có thể xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc mấy chục năm mà vẫn luôn vô địch không phải không có đạo lý loại tư thái chiến đấu này vừa ra ai cùng tranh phong được chứ tuy rằng đại ma thần nhân vương đế thiên mấy người đều kiên kỵ lẫn nhau cũng chưa có chân chính giao phong cùng gã nhưng cũng có thể tưởng tượng loại tư thái chiến đấu mạnh nhất này của bá thể trước mắt gần như khó giải khó có người địch nổi hôm nay gã bị dịp hàm bước tới từng bước này đây là con bài chưa lật lớn nhất của gã chuẩn bị ở sau này nhưng lại bị bức không thể không xuất ra trước mặt thế nhân bá vương rống to một tiếng công tới phía trước chiến khí tuyệt thế tàn sát bừa bãi tinh vực quả nhiên là duy ngã độc tôn khủng bố ngập trời ở sau lưng gã, một đôi cánh cung bằng dương rộng bá tuyệt hoàng vũ, dường như áp đứt đoạn ba ngàn giới. Mà ở mi tâm của gã, tiểu nhân màu tím hóa thành hình thể cái chuông không ngừng lay động, khuất tán ra liên tiếp sống thần niệm không có gì không giết, chuyên chém nguyên thần của người ta. Mặt khác, lông đuôi tiên phượng, sừng chân lông cũng cắt xé thiên địa, mỗi thứ đều hiển lộ ra thần uy, rúng động lòng người. Dịp phạm hơi biến sắc, hắn không thể không thừa nhận có đạo lý này có cái loại trạng thái chiến đấu mạnh nhất tuyệt đại khiếp người này của chiến lược nghịch thiên này thường thiên báo huyết chất mạch không hổ là kẻ địch truyền đời của thánh thể mọi người đều rung động vốn tưởng rằng một trận chiến này sắp hạ xuống màn che bá vương đành nuốt hận sắp sửa bại vung không bao giờ có thể lật được thế cờ nữa đâu có ai mà nghĩ rằng ở thời điểm cuối cùng này gã ném ra con bài chưa lật lớn nhất phản kích trong tuyệt địa mọi người đều giật mình kinh sợ bao gồm hộ đạo giả nhân tộc cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh loại tư thái vô địch này ai có thể cùng tranh phong quả nhiên là vô địch mặc dù mới vừa rồi dịp hàm biểu hiện thực lực nghịch thiên cũng rất kinh người nhưng cũng không chắc có thể thắng được lúc này hết thể mọi người đều tràn ngập hồi hộp chờ mong, đều như ngừng lại hô hấp chăm chú nhìn chiến trường không hề chớp mắt kết quả chiến đấu có thể sẽ phân ra thắng bại cuối cùng sẽ công bố ngay giờ khác này dịp hàm bình tĩnh mà ung dung đạp chân ở lĩnh vực thần cấm vẫn chưa rời khỏi làm cho hắn có thể bể nghĩa thiên hạ cho dù là chống lại tư thái chiến đấu mạnh nhất của bá vương. Nếu là tư thái bình thường, Diệp Hàm cần đánh nhau chết sống. Nhưng sau khi bước vào lĩnh vực này, đủ để hắn ngạo thị cổ lộ nhân tộc. Chỉ cần không lùi ra khỏi trạng thái này, dù là thần cung cấp đến đây cũng đều phải bị hắn trấn áp. Bá vương đánh tới tuyệt đại kinh người, cổ kim ít có, anh kiệt bực này xưa nay có thể thấy được mấy người chứ. Đáng tiếc, gã đụng phải Diệp Phạm. Lúc này Diệp Hàm đang ở trong trạng thái quá mức huyền diệu, chỉ có trở thành đại đế mới có thể dừng chân lâu dài ở lĩnh vực này. Ngày nay hắn chạm đến đặt chân ở trong đó, cùng thế hệ ai có thể đối địch được. Hình thể cái chuông màu tím ở mi tâm bá vương lay động mạnh, chứng nát tinh không, đôi cánh cùng bằng chém nứt toạt từng viên lại từng viên tiểu hành tinh. lông đuôi tiên phượng hoa lệ rực rỡ như mười vạn kiếm tiên bay múa, xé rách vũ trụ. Chư thánh tháng phục, mà rất nhiều tu sĩ hơi yếu thì gần như phải quỳ sụp trên mặt đất thần phục. Loại tư thái vô địch này quá mức rúng động, tuyệt đối là xưa nay ít có. Ngay cả hộ đạo giả đều thần trì ý động, không ngừng gật đầu. Nhưng mà đúng lúc này hết thể đều biến đổi bất ngờ, làm cho biểu tình ngạc nhiên thán phục của mọi người đều ngưng động ở lại trên mặt. Bá vương như đó hoa thần đang ở giai đoạn nở rộ sáng lãng nhất, ở giai đoạn sinh sôi nảy nở xinh đẹp nhất lại bị gãy đoạn, rơi xuống, bị đánh tan thành từng phiến từng phiến cánh hoa trong suốt, ảm đạm điêu linh. Mỗi người đều ngây dại, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, rồi sau đó trong lòng trống rỗng, cuối cùng bốc lên vô tận kinh hoàng. Diệp hàm mờ ảo như tiên, không có huyết khí màu vàng vọt lên, cũng không có dao động thần lực cường đại, càng không có bí thuật dị tượng hay đạo thân các thứ, mà chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, phức nhẹ tay kích về phía trước. Bá vườn bằng thư thái chiến đấu cường đại đánh tới, đạt tới hoàng mỹ, khắp vũ trụ đều cộng minh như là đang khai thiên lập địa chiến lực với cảnh giới của gã lúc này mà nói xưng được với vang dội cổ kim nhưng mà dưới một cái phất tay của diệp hàm, tức thì gã bị bay tung lên như là một con rối gỗ bị một cây thiết trụy lớn đánh trúng vậy toàn thân nứt nẻ mấy đại thần hình đang tụ hợp hết thảy đều không chống lại được phốc một tiếng bá vương đẫm máu toàn thân đều là vết thương bị đụng văng bắn ra ngoài tới mấy vạn trượng xa rồi sau đó ở trên hư không ầm một tiếng nổ tung máu tím cùng xương cốt văng khắp nơi vô cùng thi thảm tất cả mấy đại thần hình đều tan biến bị diệp hàm một kích làm cho tan rã thân thể bá vương nứt toạc ra máu nhiễm vực ngoại một cái chớp mắt vốn nên là huy hoàng nhất này kết quả lại bị diệp hàm đánh rớt xuống địa ngục mạnh mẽ chặt đứt vần hào quang của gã ngay khoảnh khắc bá vương sáng lạng nhất kia đã lập tức bị đánh nát trở thành vẻ tươi đẹp thê lương mọi người không biết chuyện gì xảy ra hoàn toàn không giống với dữ liệu của họ cho dù diệp hầm tài năng kinh người có thể nghịch thiên nhưng cũng không nên cường thế trấn sát như vậy mới phải nhưng sự thật thực tàn khốc xảy ra trước mắt mọi người đều biết bá vương đã bị đánh bại một trận chiến này không thể nghịch chuyển nổi nữa rồi không phải là gã không đủ mạnh không đủ kinh người nhưng địch thủ của gã càng cường đại hơn mọi người đều cảm thấy có chút khó tin cái gì là vô địch dịp hàm lấy thân giải thích cái loại trạng thái này rực rỡ lóa mắt tuyệt đại kinh thế không thể tranh luận trong tinh không truyền đến một ít thanh âm tựa khóc như không khóc tựa cười như không cười phẫn nộ bi thương đủ các loại cảm xúc phức tạp xen vào một chỗ bá vương tắm ở trong máu của mình trọng tổ thân thể trên mặt không biết là vết máu hay là huyết lệ cả đời này gã dũng cảm tiến tới đánh khắp tinh không vô địch thủ ngày nay lại ở trong này lãnh lấy thất bại cây đắng quá thực là khiến cho gã có một loại đau đớn xé nát tim gan gã đã bày ra tư thái chiến đấu mạnh nhất vốn phải vô địch dưới tinh không mới phải đại đế khi còn trẻ cũng không hơn gì thế này như thế nào còn có thể thất bại gã không cam lòng trong lòng của gã bi thương gã bi phẫn ngửa đầu nhìn trời lớn tiếng gào ta không vô bá vườn không chịu khuất phục trước vận mệnh không chịu cúi đầu trước địch nhân đó không phải là tính cách của gã thà rằng chết trận cũng sẽ không cúi đầu giờ khác này gã vận dụng lực lượng cấm kỵ ngày thường hiển hóa muốn giết người trước phải hiến tế chính mình nhưng mà lại có thể sẽ từ đó hủy diệt chính mình trong phiến tinh không xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện một cổ lộ nhẫm máu ở hai bên đường là vô tận xương trắng nối thông tới hướng một tuyệt đỉnh huy hoàng với thi thể hài cốt của chư hùng xây thành một cái tòa tế đằng máu chảy đầm đìa xương trắng dày đặc bá vương dọc theo con đường như vậy đi lên tế đằng bắt đầu hiến tế dùng bá huyết tưới trên tế đằng xương tỷ chân linh ta sống lại đạo ta bá vương bị ai nói nhỏ có một loại lực lượng ma tính lẫn quẩn trong tinh không trước mắt phát sinh ra một màn hết thảy là quỷ dị như vậy cuồng phong gạo thét quỷ khóc thần gào vô tận thân thể hiển hóa ở trong hư ảnh thi hài thần ma từng mảng rơi xuống. Đây là cổ pháp gì vậy? Mọi người đều ngây dại, khó tin nhìn một màn này. Là pháp môn cấm kỵ của thần linh khai sáng, nhưng lại thực sự tồn tại thế gian này, huyết tế thân mình, làm sống lại đạo ngã, tiến hành tử chiến. Ở chỗ sâu trong tinh không, một vị hộ đạo giả biến sắc, thần sắc khiếp sợ. Lão chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ biết thông qua trong sách cổ ghi lại mơ hồ không nghĩ tới ngày hôm nay bá thể lại thi triển ra. Trong nhân thế, cùng cư ngụ có thêm thể ngã, đạo ngã. Tục truyền thể ngã lỡ quá khứ tụng kinh vì kiếp này, còn đạo ngã là tìm hiểu lĩnh ngộ đại đạo ở tương lai. Cả hai đều có được thần uy khó lường. Bá vương biểu hiện không thể tưởng tượng, không ngờ lại có thể sử dụng bộ phận chiến lực của đạo ngã, sống lại thân vô địch của tương lai, tham dự trong trận đại chiến ngày nay dưới tinh khùng diệp phạm tay áo phất phơ siêu trận thoát tục chân đạp trên tinh huy tinh khiết lập tức ra tay trước thần cấm là một lĩnh vực cực cảnh thần linh mới có thể dựng chân vượt qua gông cùm xiên xích bát cấm nhân thể đạt tới từ thái mạnh nhất là một thần thoại còn tồn tại trong lĩnh vực này sẽ không hề bị ngăn cản đến xuyên qua hết thể hạn chế diệp phạm cảm nhận được bí quyết chữ dai im lặng đã lâu nay sống lại tự hành vận chuyển bí quyết chữ dài có thể thi triển ra gấp 10 lần chiến lực. Đây là một loại cường đại khó có thể nói nên lời, chỉ có đại đế cổ mới có thể thưởng thức đến được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bí quyết chữ dài người không thông suốt thần cấm khó có thể lãnh hội đến tuyệt đỉnh. Lần này Diệp hàm vẫn như cũ, chỉ là phất tay một cái, bá vương vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Tuy rằng bí quyết chữ giả giúp cho gã trọng tổ thân thể, nhưng mà gã lại thức hùng lạc phách, gã không thể tiếp tục liều mạng huyết chiến nữa. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích như là hóa đá, mắt nhìn lên tinh không. Trên mặt ướt đẫm máu và nước mắt, gã đã mất hết can đảm rồi. Thần cấm là lĩnh vực cấm kỵ của thần, phá tan hết thể gông cụm xiềng xích, khiến phạm nhân thăng hoa gần như là thần. Chỉ có đại đế cổ mới có thể dựng chân lâu dài ở trong đó. Bí chữ dài vang dội cổ kim có thể tăng lên toàn phương vị tố chất của một người. Bất kể là chiến lực hay là tốc độ Hoặc là nguyên thần, thậm chí là cảm giác Phạm là về mặt có lợi Đều là tăng lên gấp 10 lần Có thể nói là nghịch thiên Bá vương bị đánh bại hoàn toàn Đây là một hồi đại bại trước nay chưa từng có Biểu hiện của dịp phạm quá cường thế Bớp chết một tia hào quang sáng ngời cuối cùng Trong lòng gã Lúc này gã bị bao phủ trong mạng sương mù Thức hùng lạc phách Không có một chút trì hoãn nào Mặc dù gã làm sống lại đạo ngã Đều không được bị mạnh mẽ gián đoạn, cuối cùng thân thể vỡ nát, đứt gừng gãy xương, máu tím bay tung tóe. Đại bại lần này quá thực làm cho gã không còn nhìn thấy mảy may hy vọng. Mặc dù với tư thái chiến đấu cường đại nhất của mình xuất kích, gã đều bị người ta đánh bại. Ở thời khắc xinh đẹp và sáng lạng nhất, gã điêu tàn. Đây là một loại chênh lệch như thế nào? Bá vương bi ai? Gã biết rõ cho dù có cho gã một lần cơ hội nữa, bắt đầu lại từ đầu thì kết quả cũng sẽ không thay đổi vẫn như cũ sẽ bị dịp phàm cường thế mà vô tình trấn sát địch nhân như là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng gã khiến gã sinh ra một loại cảm giác bất lực trong nội tâm nói cho gã biết người này không thể chiến thắng đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay trước giờ đều là gã trở thành ác mộng của người khác ngày nay lại có người tạo thành bóng ma trong lòng gã cũng chính vì vậy gã mất hết can đảm toàn thân là một mảng lạnh như băng bị đánh giết đến mất đi ý chí chiến đấu cả người bi thương đau xót như lò hóa đá tại đương trường tại sao tại sao lại như vậy môi của gã rung rung miệng run rẩy tự hỏi gã không tin chuyện này là sự thật từ xưa đến nay phàm là chuyện xưa về thiên kiêu kiệt xuất gã đều nghe nói qua chiến lược của đại đế khi còn trẻ là một đường đi lên không có khả năng có người nào vượt qua với tư thái chiến đấu mạnh nhất của gã mà nói bốn năm loại thần hình tập trung vào một thân Hẳn đã là vô địch rồi bởi vì khẳng định đủ để sánh vai cùng đại đế cổ khi còn trẻ kết quả vẫn bị đánh bại gã thống khổ như vậy mà lại tìm không được đáp án bá vương tin tưởng rằng trên cổ lộ này trong cùng cấp không có người nào có thể một kích áp chế mấy đại thần hình của gã cả điều này vượt qua lẽ thường dưới tinh không lẳng ngắt như tờ chưa hùng lạnh từ đầu cho tới chân sự cường đại của bá vương sớm đã lan truyền trên cổ lộ mấy chục năm nay mà nay lại thảm bại như vậy quả thực khiến người ta nói không nên lời. Ai ai cũng đều khó mà tin được, chỉ một thần hình xuất hiện đủ để dẫn phát ra chấn động lớn. Ngày nay có nhiều thần hình tập trung một chỗ, đều đại bại. Đối thủ như vậy thiên hạ ai có thể đối địch được đây? Lời nói của ta vẫn như cũ, có hiệu lực, dùng bí thuật mua mạng đi. Trung tinh không dịp hàm bình tĩnh nói, hắn tắm ở trong hào quang sáng ngời, cả người siêu nhiên xuất trần như trích tiên giáng thế, Bá Vương giống như bi ai, giống như cười, giống như khóc, trong lòng khó chịu. Gã chưa từng nghĩ đến có một ngày như vậy. Cường thế như gã, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, lại trở thành kẻ yếu trong mắt của người khác. Bị ở trên nhìn xuống và bức bách. Người giết ta đi, tuyệt đối ta sẽ không giao ra cửu bí cùng thái âm tiên kinh. Bá Vương tuy rằng bị đánh bại, nhưng là tính cuồng giả trong người vẫn còn, không chịu khuất phục. Phúc Diệp Hàm búng năm ngón tay, năm đạo hào quang tuyệt thế xuyên thủng vũ trụ, toàn bộ bắn vào trên người của bá vương, hóa thành một cái màn xương vụn xen lẫn mưa máu. Hắn không khoan dung chút nào, quyết đoán kiên quyết ra tay. Nhưng mà sau một lúc lâu, thân thể bá vương liền trọng tổ lại. Bí quyết chữ giả thiên hạ vô sông, có được nó chẳng khác nào ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt có một thân thể bất tử. Thế gian chư pháp đều chỉ là thủ đoạn, không cần hiểu hết, nhưng cũng cần một ít thủ đoạn như vậy Di Phạm nhẹ nhàng thở dài. Câu thuật, câu pháp, câu đạo không bằng cầu bản thân mình. Đây là căn bản tu luyện của hắn sau này. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ngay cả Phật giáo chú trọng tự bi bác ái mà vẫn còn có thần thông phục ma thì sao? Cửu bí có thể nói là nghịch thiên, đoạt áo diệu tận cùng của thiên địa tạo hóa. Mỗi một bí đều có thần năng phi phạm, có thể thông thiên. Chỉ với bí quyết chữ giả mà nói đủ để người ta tìm hiểu cả đời. Vì Phạm tin rằng Phạm là người muốn trường sinh, muốn cuộc sống bất hủ trên đời này đều phải chú ý một bí này. Tỉ mỉ nghiên cứu nó có lẽ sẽ có thể sẽ được dẫn dắt, kéo dài thời gian mình sống ở thế gian. Phúc! Vì Phạm một lần nữa tung ra một chưởng nghiền nát bá vương trong tinh không. Máu màu tím vải ra nhìn thấy mà ghê người. Mảnh vụn xương trắng sáng khiến người ta sinh úy kỵ mà lần này không chờ cho thân thể bá vương trọng tổ, Diệp Phạm lập tức chập lấy nguyên thần màu tím của đối phương, muốn cưỡng ép thăm dò thức hải của gã, tìm kiếm chính cổ tự trong thái âm tiên kinh. Khoan đã! Bá vương hét to một tiếng, tiểu nhân màu tím bằng cái nắm tay trừng mắt nhìn. Dịp Phạm đứng phía trên tinh hà, thân sắc vô ưu vô sầu, không nói gì thêm, bình thản mà ung dung nhìn gã. Người cưỡng ép thăm dò nguyên thần của ta Ta sẽ đình chỉ dần chuyển bí của chữ giả Trước tiền tự hủy diệt mình Ngươi cái gì cũng không chiếm được đâu Bá vương uy hiếp Hai lựa chọn Một là chết hay là dùng bí thuật mua mạng Di Phạm bình tĩnh nói Người đây là sĩ nhục đối với ta Bá vương phẫn nộ trợn mắt Nắm chặt nắm tay Tức giận đến toàn thân đều coi rút cùng run rẩy. Gã từ chỗ sâu trong tinh không Quay lại đánh giết Cường thế đột kích cuối cùng lại là một kết quả như thế này khiến cho gã nản lòng thoái chí giờ khắc này động lực duy nhất chống đỡ giúp cho gã sống sót chính là muốn biết một cái kết quả gã tràn ngập không cam lòng nói ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì có thể thắng ta bá vương hỏi như vậy cũng không có người nào giễu cợt gã trong tinh không tĩnh lặng như tờ bởi vì đây cũng là nghi vấn mọi người đều muốn biết biểu hiện của diệp hàm quả thực quá mức khó tin có thể dùng thần tích để hình dung không nói thủ đoạn nghịch thiên nào khác của bá vương chỉ nói riêng chiến lực mấy đại thần hình tập trung vào một thân tuyệt đối là có thể quét ngang tinh không cổ lộ có thể tranh cao thấp cùng đại đế cổ khi còn trẻ điều này không thể nghi ngờ cái loại thần uy này của bá vương rành rành trước mắt mọi người dưới tình huống bình thường gần như rất khó giải dù dịp hàm có cường đại mấy đi nữa cũng chỉ có thể ở thế hòa hoặc là thắng thực thả mới phải một loại trạng thái Diệp Phạm bình tĩnh nói Đây là cái trạng thái gì Mọi người đều sợ hãi Đồng thời cũng tràn ngập khó hiểu Cuối cùng ở chỗ sâu trong tinh khung Một vị hộ đậu giả nhẹ giọng tự nói Chỉ có thể là thần cấm Lần này lão nhân này không có hạ thấp giọng, Mọi người đều có thể nghe được Ai ai đều khiếp sợ Thần cấm Đây là một lĩnh vực cấm kỵ Thế gian có vô số thiên kiêu Có mấy người có thể đạp bước vào Cuối cùng dừng chân chỉ có đại đế cổ mới có thể làm được. Thần cấm thì ra là cái loại trạng thái này. Bá vương sau khi nghe nói thì không có ủi oải, ngược lại lập tức như là thức tỉnh, bộc phát ra một loại tinh khí thần cường đại, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên rực rỡ lên. Ta đã nói mà, Đi từ thái chiến đấu cường đại nhất của ta, như thế nào sẽ bị người ta dễ dàng trấn áp chứ? Nếu như ta cũng bước chân vào thần cấm, ta vẫn như cũ là vô địch. Gã trống lớn như là lập tức tràn ngập tự tin, trong ánh mắt của gã tia sáng giả tính nổ bắn ra, tràn ngập một loại chiến ý cường đại. Không còn là không khí trầm lặng, dường như gã lập tức đạt được cuộc sống mới, bể nghĩa đại địch. Diệp Hàm bình thản nhìn gã, nói Ở trên đời này không có thành công nào có thể quy là may mắn cả. Ta thắng chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Ta thể ngộ thần cấm tới mấy chục năm, có thể đạp chân vào một lĩnh vực này, đây là thực lực. Bằng không ngươi có thể thử xem trước, bước vào lĩnh vực thần chi cấm kỵ rồi chiến một trận với ta. Thần cấm đối với ta không phải là chướng ngại Ta tất nhiên có thể phá mà đi vào Bá vương giống to Diệp Phạm không nói gì Bắt đầu gạt bỏ gã Cướp lấy chính cổ tự trong thái âm tiên kinh Cùng với bí quyết chữ giả Bá vương toàn thân vỡ nát Lại tê rống không chịu khuất phục Ta bất tử bất diệt có thể không ngừng tái sinh Gã rít gào Ngươi có thể sống lại mấy lần Diệp Phạm lạnh lùng nói vạn vật mẫu khí đỉnh đánh xuống thu bá vương vào trong bắt đầu luyện hóa làm cho máu huyết của gã sôi bừng bừng dần dần khô cạn có được bí quyết chữ giả được xưng là chỉ cần còn lại một giọt máu thôi là có thể không ngừng sống lại khó có thể chết đi diệp hàm cắt đứt hy vọng sống lại của gã bằng cách làm cho toàn bộ thân thể của gã hóa thành huyết quang thiêu đốt bốc hơi bá vương gào rống dãy dụa kịch liệt cả tòa đại đỉnh đều rung chuyển từng hồi Mọi người đều rung động đến nói không trả lời Đây chính là đường đường bá vương Không ngờ bị người ta nhốt vào trong đỉnh Trở thành tù nhân thấp kém Bị tế luyện tươi sống Hôm nay phát sinh hết thảy Tất nhiên phải chứng động tinh không Đến đây một đầu mảnh hổ Đánh vỡ bố cuộc hiện có Làm cho thiên kiêu trên con đường phía trước Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng tranh hùng trên đế lộ Thánh thể từ tán đi đế tinh đến đây Trở thành là một vị đại địch tuyệt thế Của các chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ người nào đều phải cẩn thận đối đãi liệt gã vào hạng người nguy hiểm nhất. Xa xa trên tinh không đứng mấy thân ảnh, đúng là mấy vị tù binh bị Diệp Phạm bắt làm thợ mỏ. Những cái pháp trận mà Diệp Phạm bày ra lúc nãy, công lớn là nhờ bọn họ. Lúc này bọn họ đã được khôi phục một thân tự do rồi. Ta không tin, bá dương cứ như vậy mà đại bại, không có một chút hy vọng lực lại thế cờ sao? từ ly không tin, gần như mơ màng tự nói, Nàng là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81. Thật sự bị đánh bại rồi. Thích Chinh sững sờ, lai lịch gã còn lớn hơn nữa, là trưởng tôn của hộ độ giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên, cũng từng làm thợ mỏ. Trên cổ lộ có một số tiếp dẫn sứ hết sức coi trọng trí tôn trẻ tuổi của thương thiên báo huyết nhất mạch, nên cho con của mình kết giao cùng gã, hình thành một cổ lực lượng rất cường đại. Có một số tiếp dẫn sứ vì để xem một trận chiến này tự mình từ chỗ sâu trung tinh không mà tới đây nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như thế này trong lúc nhất thời đều ngơ ngác sững sờ Chỉ tôn trẻ tuổi được bọn họ coi trọng gần như bị người ta đánh cho tàn phế đánh đến mức bi thảm như vậy ngay cả đạo tâm đều dao động không ổn định làm cho tất cả bọn họ đều trầm mặc bá vương lúc này gần như sắp hình thần câu diệt bởi vì máu bị chưng khô hơn phân nữa xương cốt đều cháy rụi khó mà đối kháng với cái đỉnh đáng sợ này bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh sương mù hỗn độn cùng tinh hạ lóe sáng như là đang khai thiên lập địa có thể luyện hóa hết thảy vạn vật trên đời đủ rồi dừng lại ở đây đi có thể tha người thì nên tha người đi một tiếng quát lạnh truyền đến ở chỗ sâu trong tinh không một lão nhân đầu râu bạc trắng xuất hiện ngay lập tức tới nhanh đến cực điểm đó là một vị đại thánh Mọi người sợ rung cảm nhận được một loại khí tức cuồn cuộn mãnh liệt đáng sợ, khiến người ta máu đều sôi trào, thân thể như sắp nổ tung. Đây là một vị hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc. Hai vị trí tôn trẻ tuổi đánh nhau cho đến tận bây giờ, mà hộ đạo giả rốt cuộc cũng hiện thân, tràn ngập uy áp tuyệt thế, ngăn cản dịp hàm tiêu diệt bá vương. Thân thể lão nhân mơ hồ, từng đợt từng đợt khí đại đạo buông xuống, vô cùng cường đại, trấn áp trời xanh muôn thuở, trên tinh không cổ lộ đã chết đi quá nhiều thí luyện giả như vậy Mà ngài cũng không thể hiện thân Vì cái gì mà bá dương sắp bị diệt ngài tới ngăn cản vậy Diệp hàm thực trấn định Ngươi nói gì vậy Không có tôn kính một chút nào đối với hộ đầu giả hay sao Thân ảnh mơ hồ này lạnh lùng nói Ngài hộ cho ai Ai là hộ đầu giả Diệp Phạm không sợ, sừng sững dưới tinh không, trực diện đối đáp với vị đại thánh chí cường này. Không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài tuyệt đại, kinh khiếp cổ kim. Tương lai thiên địa này tất sẽ có một thần dĩ của ngươi. Nhưng ngày nay còn không phải thiên hạ của ngươi. Ngươi còn chưa thể xưng tôn. Ở trên cổ lộ không được tùy ý làm bậy. Vị hộ đầu giả nói như vậy. Mọi người đều chấn động. Người tới hiển nhiên là nghiêng vị bá vương. Là vì bảo vệ gã mà ra mặt. Nhưng lại cũng nói ra lời đánh giá dịp hạm như vậy đủ để chứng minh tiềm năng cùng sự cường đại của hắn trong tương lai rồi. Cái gì là tùy ý làm bậy? Ngài định nghĩa nó như thế nào? Phạm là trong phạm vi mười trượng, duy ngã độc tôn, tần muốn giết bá dương, ngài có thể ngăn cản được hay sao? Di Phạm lạnh mặt xuống, nói Không thể giết được! Đột nhiên là một thân ảnh khác xuất hiện, một mảng mông lung mờ ảo bị ánh trăng sau che khuất. Thường thì bá huyết nhất mạch là bại tướng mà thôi, mà lại dẫn động nhiều người như vậy, các ngài nếu muốn bảo vệ mạng quán Thì hãy lấy thái âm tiên kinh cùng cửu bí đến mà đổi đi Diệp phàm lãnh liệt nói Mọi người như hóa đá Tất cả đều ngẩn người Thánh thể ngay cả hộ đậu giả cũng không nảy mặt nảy mũi Nhằm vào bọn họ muốn lấy cổ kinh Thực sự là khiến người ta kính sợ Đáng tiếc là bá vương tung hành tinh không mấy chục năm Xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc Nhưng ngày nay lại trở thành lợi thế của người ta Tất cả quyền sanh sát đều nằm trong tay kẻ địch truyền đời gã hận không thể đâm đầu chết tại đương trường. Hết tập 332 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.